Trời ơi cái quán này hay quá. Còn ghi một cái dĩa mà chất lượng như thế này. Nước mắm nó ngọt ngọt, ngọt kẹo kẹo kẹo, ngon vô cùng. Trời ơi, cái quán này hay quá. Vô. Nè, bánh nước, cuốn bánh hỏi, cơm đống. Thịt nướng, nem nướng. Đây là cái đi đường Lý Thường Kiệt. Anh đứng thật đi, coi cái thịt đi. Đây là cái nơi quán này nướng thịt rất là hấp dẫn. Đây nem nướng hả chị? Thịt nướng. Thịt nướng. Con này sườn nướng đây, cơm tấm. Các bạn thân mến, cái điểm đặc biệt là ở đây là tô nướng là thịt không có bị khét luôn, không có một miếng khét. Mọi người nhìn xem, ở rất nhiều chỗ nướng bị khét xong phải lấy cái cạo, nhưng mà riêng này lỗi chị tên gì chị? Chị Sinh. Hả? Chị Sinh. Chị Sinh hả? Chị làm, người làm hay chủ quán? Chị làm. Thôi chị làm, chị Sinh làm 19 năm ở đây rồi nha mọi người. Wow. Có cả heo quay, heo quay. Dạ không, em đi ở đây xong em đi ra Đồng Tháp. Trên đường đi vô đây ăn nè. Hai dĩa cơm Trường Ngạc số 6. Cô quán này cũng có tên hết nha. Cô bốn thịt nướng. Quán bún Vinh Đông Thiệu. Dạ. Quán bún Vinh Đông Thiệu. Quán bún Vinh Đông Thiệu. Vinh Đông Thiệu. Quán bún bún Vinh Đông Thiệu. Quán bún Vinh. Ai không có để bảng. Không có để tên gì hết nên quán có tên là quán bún Vinh Đông Thiệu. Rồi ai dĩa cơm này đây? Đây cái này bánh nướng hả? Dạ chết. Dạ dạ, làm cái mùa nước nổi. Làm lần sen. Cứ lá cứ theo cho nó quằn quại lên. Cái này mình nên mình chấm vô hay sao ta? Chan vô luôn á. Chan vô. Này chan vô. Tùy thích. Nói chung là ai thích chấm thì chấm, ai thích chan thì chan, đúng không? Để ớt vô mà. Để ớt vô cho nó màu sắc. Rồi để ớt vô cho nó nhìn cho nó màu sắc. Rồi. Thấy bị cái bóng nó xấu. Không sao. Đó là phải hơi nghiêng nghiêng chút. Rồi ok. Đây Clement sẽ nếm thử cái nước mà cái ớt nha. Nước mắm qua ngon không nha. Ủa ơi, nước mắm này có thể uống luôn. Trời ơi, cái nước mắm này uống được luôn á. Ngon quá.
Giết người yêu người. Trời ơi, bữa giờ đang đi nói tìm cái bún thịt nướng hoặc là phải có bánh hỏi thịt nướng. Tại vì chưa có review cái món này cho bà con, đúng không? Ôi ôi. Bánh luôn, nước mắm ngon quá. Nước mắm nó ngọt kẹo 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 ngon vô cùng. Cái dĩa cơm mà hộp cẩm mà to vật vả thì 45.000 đúng rồi. Còn cái một cái dĩa mà chất lượng như này có 30.000 thôi. Giờ bánh nướng, thịt nướng. À, đang thèm bánh nước. Bánh nước mà bánh hỏi. Ngon quá, nhiều đứa nhẹo à. Đây là cái miếng thịt hồi nãy mà Coleman đã ngồi tham gia với chị Sinh. Xỉu. Quay khác quá bị khán giả làm sát cái miệng quá khán giả. Rồi thấy món ăn ủa thịt nó thơm nó ngọt, thịt heo nó nướng tiêu mỡ luôn mà không bị khét nha, đặc biệt là không bị khét. Nói chung là sự chuyển hướng vô cùng hợp lý và chính xác. Ăn hoài chưa hết được nướng luôn á. Ở cái quán bún thịt nướng Vinh Long Thiệu này không chỉ có bún thịt nướng, không chỉ có bánh hỏi, còn có cơm bấm, bánh ướt nữa. Bánh ướt miền Bắc á hả? À, anh cho em đĩa nước nhỏ đi. Có cả bánh ướt nữa. Ồ, hay à. Dạ. Dạ, chút xíu cho em một đĩa nhỏ giới thiệu khán giả. Chứ chẳng lẽ mình ăn rồi xong cái bữa sau mình lại tới mình ăn một đĩa thì thêm nữa. Không, hơi kỳ. Rau là có rau thơm, rau quế, rau ngon quá. Thơm hơi thơm. Dưa leo bằng dĩa giá. À, để nó mắm ngon. Đó, anh trai là biết tên mình, biết anh Điền, chứ không phải là con là mình. Còn HTV? Ờ, dạ, đúng rồi. Tin thế giới. Dạ. Cảm ơn anh. Đây, dĩa đĩa bánh ướt. Ồ, có bì nè, bánh ướt bì. Coi như hôm nay là review một món mà thành hai món luôn. Lần đầu tiên mà ăn bánh ướt mà với thịt nướng.
mình khẳng định với mọi người là xác nhận với mọi người là mình chưa bao giờ mình ăn mà thịt nướng mà ngon như thế này, thật sự luôn, mà nướng không bị khét, nó vàng ươm. Đây là họ nói là một trong những cái quán mà cơm mà làm nướng thịt ngon nhất trong lịch sử mà Coleman đi rượu. Mình chỉ xin nói là một trong những quán ngon nhất, chứ mình không có nói là số 1. Để nói số 1, một số quán khác thì họ sẽ buồn. Nhưng mà thật sự là cái miếng thịt ướm không thể chịu nổi. Chín trong mà ngoài không chín, nó trong mà ngoài không khác, đúng. Quá quá mất gì quá nhi rất là chính xác, có nhi điều viên giỏi đó. Không chín ra trong mà hồi nước mắm nó nhiễu nhiễu. Phải ăn này hơn phải hỏi cái tình huống mà ngon. Quý vị và các bạn thân mến, nếu có về Mỹ Tho ngoài hủ tiếu nha, còn có nhiều món khác lắm. Cơm tấm ở đây cũng ngon bá đạo luôn. Các bạn thử rồi, một quán rồi. Dạ đây là quán thứ hai, bún thịt nướng Dinh Ông Thiệu. Không có tên nhưng mà hỏi là bún thịt nướng Dinh Ông Thiệu. Thì tới đây khách dân cư dân địa phương họ có thể sẽ hướng dẫn cho các bạn đến đúng nơi. Còn địa chỉ rất là dễ, số 1A đường Lý Thường Kiệt, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang nha. Tìm được cái đường Lý Thường Kiệt, số 1A lập tức bạn thấy buổi sáng rất là đông. Ngay góc ngã tư luôn. Ngay cái góc ngã tư luôn. Coleman cũng tìm kiếm một cách tình cờ như vậy chứ không ai chỉ hết. Rất may mắn. Bây giờ khi mình làm review có tâm, trời thương chỉ cho mình nhiều quán mới. Những quán mà chưa không có trong lộ trình. Nhưng cuối cùng mình lại thành công, trong cái ekip kia thì lại đi tìm một cái quán rất work luôn. Thôi bây giờ Coleman xin kết thúc tại đây để cho Quá Nhi ăn bánh hỏi thịt nướng giống như mình, bạn chịu hết nổi rồi.